Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, bảng hạo của cửu U Môn giờ trò xấu, khiến Lâm Động bị các phương thế lực khác tấn công để cướp ngân tháp. Tuy nhiên, sau khi nhìn cảnh Lâm Động nổi khủng đầu sát một vài tên, thì chả còn ai dám động vào hắn nữa. Trong lúc đó, Tam Tiểu Vương Nguyên Môn đời trước cũng đã xuất hiện, chúng đã có ý định muốn giết Lâm Động để báo thù cho nhóm đệ tử bị Lâm Động giết. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đừng vội, lần này chúng ta vốn đến vì động phủ luân hồi cảnh, còn Lâm Động, đợi khi hắn vào động phủ rồi ra tay, đến lúc đó tiện thể cướp luôn ngân tháp. Nam tử đứng đầu cười nói, cũng được, vào động phủ luân hồi cảnh rồi, tiểu tử đó có cánh cũng khó thoát. Giết hắn rồi, giữ lại thi thể đợi khi về Đông Huyền Vực tặng lại cho đạo tông, ha ha. Như thế là đạo nghĩa rồi nhỉ, nam tử ra như ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, hai người kia cũng cười, hiển nhiên sắc mặt của đạo tông sẽ vô cùng đặc sắc. Phút, hai người Lâm Động dần cách xa khỏi tòa thành ở trung tâm hòn đảo, sau đó hắn dần chậm lại, cuối cùng đáp xuống một đoạn cây cao, hắn chau mày nhìn về phía sau, không biết tại sao hắn cứ có cảm giác bị theo dõi. Cảm giác đó giống như bị con rắn độc nham nhe vậy, vô cùng khó chịu. Lâm Động ca ca, sao vậy? Mộ Linh San đáp xuống bên cạnh, hỏi, không sao, Lâm Động lắc đầu, đến đây rồi thì cảm giác bị theo dõi đã biến mất, nhưng hắn vẫn rất cảnh giác. Trong tòa thành hắn đã cảm nhận được không ít khí tức mạnh mẽ, rõ ràng có không ít cường giả bị động phủ luân hồi cảnh hấp dẫn đến, xem ra trong động phủ lần này sẽ có cuộc tranh đoạt ác liệt rồi. Lâm Động ca ca, giờ chúng ta làm gì, cứ đợi đã, 3 ngày sau lên đường, dù sao thì muốn mở động phủ cũng phải có 3 ngọn ngân tháp mới được, đồng thời mấy ngày này cũng nên cẩn thận một chút, chúng ta không thể sánh được với Huyền Thiên Điện, cửu U Môn. Có lượng lớn cao thủ, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân thôi, Lâm Động nói. Mộ Linh San gật đầu, Lâm Động thấy thế, khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời và mặt biển cùng đen kịt, thứ hắc ám đó tựa con hung thú thời thượng cổ nuốt chửng bất cứ ai đi vào. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động và Mộ Linh San tìm một nơi kín đáo trú tạm để tránh tranh chấp. Trong 3 ngày này, Lâm Động cũng cảm nhận được càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập về hòn đảo, phần lớn đều có thực lực, hiển nhiên ai cũng biết ở đây phải có thực lực, nếu không sẽ bị kẻ khác nuốt gọn. Lâm Động ngồi trên tảng đá nhô ra trên núi cũng dần mở mắt, ngẩng đầu lên, những tia nắng chiếu vào mắt hắn, cả hòn đảo bùng nổ một thứ sức sống khủng khiếp, những âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi. Vèo vèo vèo, hòn đảo lúc này có vô vàn nhân ảnh bay về phía sâu trong hải vực Thiên Phong, chuyến đi tìm bảo vật trong động phủ luân hồi cảnh chính thức bắt đầu. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Động đứng dậy, cười với Mộ Linh San đang vô cùng háo hức, nói, dứt lời hắn biến thành đạo thanh quang bay khỏi hòn đảo, khi hắn bay đi, cũng có không ít người nhìn sang. Trong 3 ngày này mọi người cũng đã biết tin hắn có ngân tháp nên không ít người đều nhận ra hắn, nhìn cái gì mà nhìn, Mộ Linh San ở bên cạnh thấy thế, bực mình quát, thấy Mộ Linh San quát như vậy, sắc mặt nhiều người thay đổi, từ lần trước Mộ Linh San dùng sinh tử quan cái, khiến đám cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn lan lê bò toài, trên đảo chẳng ai dám động vào tiểu yêu nữ nhìn có vẻ đáng yêu nhưng lại vô cùng bạo lực này. Lâm Động thầm cười, sau đó tăng tốc bay vào khu hải vực đen kịt, uỳnh uỳnh uỳnh, ngay lúc ấy, trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm rền khiến Lâm Động cũng phải run người. Lâm Động hít sâu một hơi, hắn nhìn đoàn người đang xông vào hải vực như thiêu thân, sau đó nhìn vào nơi sâu trong hải vực Thiên Phong, khóe miệng nhướng lên, Lôi đỉnh tổ phù, ta đến đây, uỳnh uỳnh, tiếng sấm rền không ngừng vang lên trong đám mây vô tận, âm thanh đó tựa như thiên địa đang phẫn nộ, vô cùng kinh hãi. Trong tầng mây chốc chốc lại có lôi quang đánh xuống mặt biển tạo nên những con sóng khổng lồ, mặt biển lan tỏa những tia sét bạc không ngừng phát ra những tiếng xẹt xẹt. Vô số thân ảnh như thiêu thân lao tới, cẩn thận tránh những tia sét đánh xuống rồi nhanh chóng bay vào sâu trong hải vực. Hai người Lâm Động cũng trà trộn vào trong đoàn người, hắn ngẩng đầu lên nhìn tầng mây dày đặc, trong đó không biết ẩn chứa sức mạnh lôi đỉnh mạnh cỡ nào. Theo Lâm Động phán đoán, nếu cứ lao bừa vào trong đó, ngay cả cường giả từ huyền cảnh cũng thành tro bụi. Nơi này được làm động phủ của cường giả luân hồi cảnh, đúng là có sự huyền ảo của nó, Lâm Động ca ca, năng lượng phía trước dường như càng thêm cuồng bạo hơn rồi. Mộ Linh San nhìn mặt biển lấp lánh ngân quang, nói, Lâm Động khẽ gật đầu, càng vào sâu trong hải vực thiên lôi, năng lượng càng trở nên cuồng bạo, nơi này dường như đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi là có thể chôn thây nơi đáy biển. Hai người thêm cảnh giác, tốc độ cũng nhanh hơn, khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng cũng vào tới khu hải vực có mật độ sấm sét khá dày đặc, bùm bùm bùm, khi thật sự đã vào đây, Lâm Động mới cảm nhận được sự đáng sợ của bão tố lôi điện trong hải vực Thiên Phong. Chỉ thấy trong tầng mây trên trời, vô vàn đạo lôi quang điên cuồng đánh xuống, mật độ khiến người ta phải sờn da gà. À, trước sự hoành hành dày đặc của những tia sét khủng bố, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảm thiết, một số thân ảnh bị cột sét đánh trúng,
dù đã có nguyên lực bảo vệ quanh người nhưng vẫn bị đốt cháy đen sì, bốc khói trắng, rơi thẳng xuống lòng biển sâu thẳm. Không ít người bị cảnh tượng đó khiến trên mặt biến sắc, sau đó bắt đầu cẩn thận hơn. Bọn họ đều đến đây vì động phủ, nhưng đến mặt mũi động phủ ra sao còn chưa được nhìn thấy mà đã thành một cục than cháy đen thì quá là oan khuất. Đám người lúc này giảm tốc độ, những luồng nguyên lực hùng hồn cuộn trào, vô vàn thứ bảo mệnh được lấy ra. Lâm Động và Mộ Linh San cũng cẩn trọng tránh những cột sét đánh xuống, sau đó sắc mặt bọn họ thay đổi khi nhìn thấy tầng mây đen xuất hiện một lỗ xoáy, lôi quang trong đó lóe lên liên hồi, không ổn, là lôi tương bộc. Lâm Động thấy sự thay đổi của đám mây, không kềm được thốt lên, uỳnh, ngay sau đó, trong vùng mây xuất hiện cái xoáy, dòng chảy lôi điện tuôn xuống như ngọn thác, cảm giác như bầu trời bị thủng một lỗ lớn vậy, ầm ầm. Những người ở phía sau nhìn thấy thế đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy kinh hãi, chạy mau, cho chúng ta cũng xuất hiện lôi tương bộc rồi. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, tất cả cùng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên đỉnh đầu bọn họ. Mây đen cũng bắt đầu xoáy lại, mau đi thôi, Lâm Động nhanh tay kéo Mộ Linh San, đôi thanh long rực mở rộng, thân thể biến thành thanh quang bay đi, quỳnh, ngay khi Lâm Động bay đi, nơi hắn vừa đứng có một dòng chảy sấm sét đổ xuống, lại có hàng chục nhân ảnh biến thành hư vô. Bên này cũng có, mẹ kiếp, là lôi tương bộc quần, mau chạy thôi. Cùng lúc đó, từ nơi cách đó không xa cũng vang lên tiếng kêu chói tai, sau đó tất cả cùng nhìn thấy vô số chỗ xuất hiện vòng xoáy. Từng dòng sấm sét mang theo sức mạnh hủy diệt đổ xuống, tốc độ của lôi tương bộc rất nhanh, phạm vi bao phủ lại rộng đến hàng trăm, hàng ngàn trượng, không cẩn thận sẽ không có cơ hội nào chạy trốn. Theo đó hải vực này bỗng trở nên hỗn loạn, vô số cường giả chạy náo loạn, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời, chỉ sợ sấm sét đổ xuống đầu mình. Lâm Động giữ chặt Mộ Linh San, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của lôi tương bộc. Nếu bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương, mà ở nơi này trọng thương thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Lâm Động ca ca, huynh nhìn người của cửu U Môn. Khi Lâm Động đang nhìn tầng mây thì Mộ Linh San bỗng nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng nhìn về phía xa, ở đó là một lượng lớn thân ảnh đang bay tới. Bọn chúng dường như không hề sợ hãi lôi tương bộc, thậm chí có một lần bị đánh trúng nhưng bọn chúng vẫn đi qua bình an vô sự, dường như bọn chúng có cách chống lại. Lôi tương bộc, Lâm Động nheo mắt, thanh quang ánh lên trong mắt, lúc này hắn mới nhìn ra, xung quanh đám người bọn Bàng Hạo có một tầng ánh sáng bạc nhạt, luồng năng lượng đó khiến Lâm Động cảm thấy quen thuộc, là ngân tháp. Mắt Lâm Động bỗng lóe sáng, lấy ngân tháp ra, sau đó hắn vận chuyển nguyên lực, ngân tháp chấn động rồi một luồng sáng bạc tỏa ra bao quanh hai người Lâm Động, quỳnh, ngay sau đó, tầng mây phía trên đầu hai người Lâm Động hiện ra lỗ xoáy, một dòng chảy sấm sét đổ xuống, tên Lâm Động kia bị lôi tương bộc đánh trúng rồi, chết đúng lúc lắm, chắc chắn ngân tháp sẽ không bị hủy đâu, chúng ta mau tìm đi, nhanh lên. Cách đó không xa có mười mấy thân ảnh vẫn luôn theo sát Lâm Động, thấy hắn bị lôi tương bộc đổ xuống người thì mừng rỡ, vội vàng định xông tới tìm ngân tháp, vèo, nhưng vừa định tới thì một đạo thanh quang lao vút ra khỏi lôi tương bộc, bên trong thanh quang chính là hai người Lâm Động. Sao có thể như vậy, đám người kia thấy thế, sắc mặt đều thay đổi, kinh ngạc kêu lên, Lâm Động bay qua, liếc nhìn bọn chúng một cái cười nói, cẩn thận trên đầu, vừa dứt lời thì Lâm Động bay đi mất, đám người đó ngây người một chút rồi ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn lôi tương bộc đổ xuống. Không ngờ ngân tháp này lại có khả năng bảo vệ trước bão tố lôi điện, Lâm Động nhìn về phía sau, trong lòng cảm thấy vui mừng, như vậy là hắn không phải lo lôi tương bộc có thể đổ xuống bất cứ lúc nào nữa, nhưng có lẽ lần này sẽ tử thương thảm trọng rồi. Lâm Động thầm nghĩ, chắc phải có đến một nửa số người là phải dừng chân trong lôi tương bộc quần này, hải vực thiên phong quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Lâm Động cảm thán, sau đó đôi cánh đập mạnh, tốc độ tăng nhanh xuyên qua vài đạo lôi tương bộc quần bay đi, cứ thế nửa ngày sau hắn mới chậm lại. Phía trước, mây đen cũng dần chuyển sang màu bạc lấp lánh, từng tia lôi quang đánh xuống mặt biển, ở trung tâm là một đạo lôi quang hàng vạn trượng, đứng trước đạo lôi quang đó, Lâm Động chỉ nhỏ bé như con kiến, Lâm Động nhìn chăm chăm vào đạo lôi quang đó. Dường như hắn có thể nhìn thấy một tòa động phủ khổng lồ, cảnh tượng này giống hệt như những gì hắn thấy trong ngân tháp. Rõ ràng, tòa động phủ trong lôi quang kia chính là nơi hắn cần đến, động phủ luân hồi cảnh, đó chính là động phủ của cường giả luân hồi cảnh sao. Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn động phủ như ẩn như hiện bên trong lôi quang, có lẽ đúng, Lâm Động gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Trên mặt biển, ngoài Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện còn có một số nhân ảnh khác, điều này khiến Lâm Động hơi giật mình. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện có ngân tháp bảo vệ nên đến đây nhanh như vậy cũng không có gì lạ, nhưng những người khác rõ ràng không có gì bảo vệ vậy mà đến không muộn hơn là bao, thực lực thật kinh người, những người này phần lớn không quá ngành ngang trên đảo, nhưng rõ ràng bọn họ mới là cường giả thật sự, ha ha, Lâm Động huynh đến cũng nhanh thật,
Bọn ta còn lo chẳng may thiếu mất một cái chìa khóa thì làm sao khai mở được động phủ, Bàng Hạo cười nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, nói thẳng, làm thế nào khai mở động phủ? Nghe câu hỏi này, các cường giả xung quanh đều nhìn sang, tuy bọn họ đã đến đây thuận lợi, nhưng nếu ba người Lâm Động không động thủ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Ha ha, không vội, không vội, đợi thêm một lát. Thế nhưng Bàng Hạo lại cười, ánh mắt hiện lên chút quỷ dị. Lâm Động hơi nhíu mày, sau đó hắn nhìn sang đoàn người của Huyền Thiên Điện. Ở đó, Liễu Hương Huyên mặc chiếc váy trắng không có động tĩnh gì, ánh sáng bạc trên trời chiếu xuống bao quanh người nàng một quầng sáng bạc. Sự thánh khiết này khiến người ta phải hoảng hốt, Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt nhìn Liễu Hương Huyên lần này có thêm chút cảnh giác. Nữ nhân này không đơn giản. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.